Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoi ở Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay trước khi bắt đầu cái video clip an tâm hôm này, đang Ngọc có một vài chia sẻ muốn gửi đến tất cả mọi người. Thì theo như dạo gần đây, Ngọc nhận rất là nhiều tin nhắn của mọi người gửi tới Ngọc là hỏi Ngọc về ngày xưa Ngọc đi du học như thế nào, rồi có những khó khăn nào khi mới vừa bước qua Mỹ đi du học. Thì Ngọc cũng có chia sẻ trong rất nhiều video rồi, nhưng mà Ngọc chưa có làm cái video nào mà cho nó thật sự mà nó tóm gọn về cái vấn đề mà du học ở Mỹ á. Thì theo như mọi người đã biết á, thì Ngọc qua Mỹ á, tính tới vài tháng nữa đó là cũng được 7 năm rồi. Thì những cái ngày đầu á, mà Ngọc mới vừa bước qua Mỹ, các bạn, khi mà mình vừa tiếp xúc với một cái môi trường nào đó mới á, thì mình rất là bỡ ngỡ và khó khăn. Nhưng mà Ngọc được một cái may mắn là Ngọc qua đây Ngọc có người thân, chú thím Ngọc giúp đỡ Ngọc về những cái mặt tinh thần cũng như là những cái mà muốn quen thuộc với tất cả mọi cái môi trường mới của xung quanh á, thì Ngọc cũng đỡ được cái đó đi. Nhưng mà có một cái vấn đề mà chú thím Ngọc không thể giúp Ngọc được, đó là cái vấn đề về ngôn ngữ. Tại vì cái đó là do mình phải tự học ngôn ngữ á, là nó là cái khó khăn khi mà bạn bước qua một cái môi trường mới mà không phải là cái tiếng mẹ đẻ của mình. Thì đối với Ngọc á, tiếng Anh á, thì ngày xưa ở Việt Nam á, thì mình cũng có học chỗ này chỗ kia, học trong trường, nhưng mà thật sự là ở Việt Nam á, không có một cái môi trường để cho mình có thể tập nói nhiều. Mình học thì mình học ở trong trong trường, trong sách vở, học về ngữ pháp rất là nhiều, nhưng mà mình rất rất hiếm khi có cái môi trường để cho mình có thể gọi là cái gì, phát triển cái khả năng nói của mình nhiều, mà cái kỹ năng mà nói là rất 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 là quan trọng luôn. Thì Ngọc qua đây Ngọc cũng có đi học ở trường, Ngọc cũng đi học ở trường mà tiếng Anh còn khoảng 2 năm. Thì sau cái những cái mà giờ học thì Ngọc cố gắng, ba ngồi ba nói chuyện này. Giờ ba ngồi ba hát, tôi ngồi tôi làm việc, bây giờ ba ngồi ba hát. Thì sau cái giờ làm việc á, sau cái giờ mà đi học á, Ngọc cố gắng, Ngọc gặp các bạn người nước ngoài nào, Ngọc cũng cố gắng, Ngọc nói rất là nhiều luôn. Ngọc nói sai Ngọc cũng nói, mà Ngọc nói đúng Ngọc cũng nói chung là nói mà nói tứ đưa từ lưa luôn á. Tại vì khi mà các bạn tiếp xúc với một cái ngôn ngữ mới á, để thành thạo nó thì các bạn phải tự tin để nói. Khi mà mình nói ra sai á, thì mình nghe những cái câu nào mà đúng á, thì bắt đầu cái lần thứ hai, lần thứ ba, từ từ nó sẽ vô tới cái đầu mình và mình sẽ có thể nói được hơn nhiều. Nên là các bạn đừng có bao giờ ngại nói, tại vì ngại nói nó sẽ làm ảnh hưởng cho tới cái kỹ năng mà học ngôn ngữ của mình rất rất là nhiều luôn. Nên là đừng có sợ, đừng có rụt rè, cứ nói tới cho Ngọc, cứ làm tới luôn. Sai cũng được, vì sao sai đâu có ai sửa mình đâu. Thí dụ như bây giờ đó là cái chuyện mà ai cũng phải sẽ phải vấp ngã. Bây giờ thí dụ một người nước ngoài đi học cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình đi, bây giờ người đó phải nói thì mình mới biết là người đó nói sai như thế nào. Thì bắt đầu mình nói đúng lại cái từ đó thì người ta nghe, người ta mới biết đường ta sửa. Chứ mà người đó cứ học tiếng Việt của mình mà người đó không chịu nói thì sao mà mình biết được người ta sẽ cái khả năng nói người ta như thế nào. Và cái khả năng nói của người ta, nếu mà người ta càng rụt rè nhút nhát thì nó sẽ càng chậm phát triển hơn. Thì dạo gần đây vài tháng trước đây có một cái bạn này liên hệ với Ngọc để nhờ Ngọc review cái ứng dụng, gọi cái ứng dụng này có tên là Cambly. Thì cái ứng dụng này để dành học tiếng Anh các bạn, nhưng mà học tiếng Anh này đó là để dành cho học nói rất là nhiều luôn. Thì đó là một cái app ở trên điện thoại này nè. Thì tất cả mọi người bây giờ thì Ngọc biết là ai cũng có sử dụng smartphone, sử dụng điện thoại thông minh hết rồi, nên là các bạn có thể tải cái ứng dụng đó về. Cái xong rồi cái Ngọc đã tải ứng dụng đó về và Ngọc đã thử để coi cái ứng dụng này nó là cái gì rồi. Thì Ngọc đã thử một lần, một chút nữa Ngọc sẽ thử lại trực tiếp lần thứ hai cho tất cả mọi người cùng xem. Tại vì trước khi mà giới thiệu đến tất cả mọi người một cái gì đó, Ngọc phải trải nghiệm trước để coi như thế nào rồi Ngọc mới dám giới thiệu đến tất cả mọi người. Thì cái ứng dụng Cambly này đó là các bạn nói chuyện trực tiếp với lại một cái người nước ngoài, đến từ cái người bản xứ luôn, đến Mỹ, đến từ Anh, hoặc là đều nói tiếng Anh rất rất là thành thạo. Thì tùy theo mình muốn chọn cái giọng nào mà mình muốn học. Thì có giọng, thì tiếng Anh chỉ có hai loại giọng, là giọng chuẩn thôi, là giọng Mỹ với là giọng Anh đó. Thì các bạn nào mà thích giọng Anh thì các bạn có thể tìm thầy bằng ngôn ngữ giọng Anh, bạn nào thích giọng Mỹ thì bạn có thể tìm thầy bằng ngôn ngữ giọng Mỹ. Nhưng mà một cái đặc biệt này nè, khi mà các bạn nói chuyện á, là các bạn giống như FaceTime bằng cái FaceTime bằng cái điện thoại á, là các bạn có thể thấy mặt thầy cô đó, rồi mình có thể nói về tất cả những cái đề tài, những cái câu hỏi về cái đất nước nào đó, hoặc là có thể chia sẻ, có thể tâm sự với nhau. Thì khi mà các bạn nói như vậy đó, cái
cái kỹ năng nói của mình sẽ được phát triển hơn. Và khi mà có những câu hỏi về cái nơi mà bạn muốn tới, giống như là các bạn đang nói chuyện với một gia sư người Mỹ, thì các bạn có thể hỏi về nước Mỹ, hỏi về ăn uống, xe cộ, đời sống, nơi ở, nơi làm việc, rồi cái môi trường như thế nào. Thì những thầy cô đó, khi mà họ có kinh nghiệm nhiều, khi mà họ biết về những cái đó đó, thì họ có thể chia sẻ với các bạn về cái những cái gì mà các bạn còn muốn biết tới, thì nó sẽ làm cho mình có một cái idea, là một cái ý tưởng về cái nơi mà mình muốn tới. Nó sẽ làm cho mình tự tin hơn và đỡ lo lắng hơn về cái thì có một đội ngũ giáo viên rất là đa dạng, nên là các bạn có thể nói chuyện được nhiều người và có thể có được nhiều ánh nhìn về cái sự việc mà các bạn đang muốn hướng tới. Đó, cái giờ học của Cam Ly rất rất là Ngọc gọi cái giờ học này rất rất là linh hoạt luôn, là các bạn có thể học bất cứ giờ nào trong ngày mà các bạn muốn. Chỉ cần các bạn muốn học là các bạn cầm cái điện thoại lên, bấm vô cái app là các bạn học ngay lập tức liền, thầy cô sẽ bắt máy liền ngay lập tức. Ví dụ như vậy nè, ví dụ như bây giờ là hiện tại bây giờ là Ngọc 5 giờ chiều đi, mà bây giờ Ngọc đang có cái hứng học quá đi, bây giờ đang có hứng bà tám nhiều chuyện quá đi, muốn nói chuyện, thì bây giờ cầm bấm điện thoại lên, giờ bạn bè bây giờ nó đi ngủ hết rồi, đứa thì đi ngủ, đứa thì đi làm, còn bây giờ đâu có chuyện gì để nói, đúng không? Bây giờ mình muốn học, muốn nói tiếng Anh, bấm điện thoại lên, bấm lên cái app, thì mình chọn vô cái app là khoảng 30 phút hoặc là 15 phút tùy theo cái lịch mà mình đăng ký mà mình muốn học. Thì bắt đầu những cái thầy cô đó, ai mà đang có ở trên cái điện thoại, người ta sẽ bắt máy và nói chuyện với bạn ngay lập tức liền. Nó rất là linh hoạt, Ngọc thích cái như vậy. Tại vì các bạn biết không, khi mà mình đi học ở một cái chỗ nào khác á, mình phải hẹn giờ, phải theo giờ để có thể được nói chuyện với người này người kia. Thì ví dụ như bây giờ là 5 giờ đi, có hướng học. Bây giờ cái lịch học của mình là bây giờ 7 giờ mới bắt đầu học, bây giờ phải ngồi chờ, không có chuyện gì làm, ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ thì là đâu có chuyện gì, đâu có chuyện này để thì tới bây giờ phải không có chuyện gì làm, phải ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ, tới 7 giờ là bắt đầu làm biến học rồi. Cái bắt đầu cái khả năng học nó sẽ bị chậm lại một chút, nhưng mà khi mà mình muốn đâu mà mình học đó liền ngay lập tức á, thì nó sẽ rất rất là hiệu quả luôn mọi người. Cái thời lượng học mỗi ngày thì các bạn có thể chọn là 15 phút, 30 phút, 60 phút và 120 phút để có thể nói chuyện FaceTime trực tiếp với lại cái thầy cô đó. Còn mà cái ngày học thì các bạn có thể chọn là một ngày một tuần, 3 ngày một tuần, 5 ngày một tuần và 7 ngày một tuần. Cái đó là cái thời gian bạn có thể chọn. Cái thời hạn của khóa học là các bạn có thể chọn là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Cái khóa mà đang phổ biến nhất bây giờ là 30 phút mỗi ngày và 3 ngày cho mỗi tuần, là cái khóa mà đang phổ biến nhất bây giờ. Khóa đó là cỡ khoảng 90 đô mỗi tháng. Hiện tại bây giờ thì người ta đang tính bằng cái giá tiền đô các bạn, nhưng mà chuẩn bị trong thời gian sắp tới thì họ sẽ chuyển cái giá tiền tệ đó qua tiền Việt cho nó dễ tính. Thì đây là bây giờ Ngọc tóm gọn lại nè, 30 phút mỗi ngày mà 3 ngày cho một tuần thì cái giá tiền là 100 thì cái giá tiền là 96 đô cho một bạn mà đăng ký dài hạn trong vòng 12 tháng thì cái giá tiền nó sẽ được giảm, sẽ được discount, được thay đổi luôn cho 12 tháng cái giá tiền sẽ là 62 đô một tháng. Đó là cái rẻ hơn, cái đó là rẻ hơn. Nếu mà là Ngọc sẽ chọn cái đó. Thì khi mà các bạn học một cái ngôn ngữ nào đó các bạn, mình không có thể nào mà học 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng được. Mình phải học trong vòng rất rất là lâu luôn các bạn. Tại vì nó là một cái mà khi mà các bạn học 1 năm theo suốt thì mà các bạn học mà theo suốt trong vòng 1 năm á, nó sẽ đạt cái hiệu quả tối đa hơn là mình chỉ đăng ký 1-2 tháng học cho vui rồi cái mình nói vậy là được chưa? Được rồi, là không được, cái đó là chưa được. Các bạn thì Ngọc thấy cái ứng dụng này rất rất là tốt và rất là có hiệu quả luôn, nên hôm nay Ngọc muốn giới thiệu đến tất cả mọi người cái ứng dụng Cambly. Thì Ngọc ước gì cách đây những cái năm về trước mà cái ứng dụng này có ra đời thì nó sẽ giúp cho Ngọc rất là nhiều cái hành trang để chuẩn bị đi du học ở Mỹ. Nó sẽ làm cho Ngọc cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều luôn. Vietnamese people, they like to learn English, but they don't have like an opportunities to practice. So I think Cambly is a really good app for them to practice every day. Yeah, definitely. Mm-hmm. Yeah. I agree. And also, because of the time, I mean, not everybody has the time to actually go to a school every single day. Uh-huh. You know, sometimes they work all day and they get home and they're tired. So it's so much easier to get home and just,
you know, use your phone, use your laptop and learn English. Right? And you know what? This is so amazing that you don't have like a time set. Whenever you want to study, just, you know, pick up your phone and speak to someone right away. Exactly. This is so amazing. Yeah. I like it. Mm-hmm. And Of course, it's nice if you want to schedule a class. That's always a benefit because that secures your spot with like a teacher that you really enjoy talking to. Yeah. But of course, you don't have to do that. You could just, it's like, you know, let me just call somebody. Yeah. Like, no, the more people you talk, the more idea you get. Yeah. Yeah. No, because not everyone is the same. So like when you learn about a language, like every single person, we have their own accent. That's true. Yeah. And they will give you their own feedback and you'll probably learn something new from them. However, that's one of the benefits of having like a different teacher each time. But if there's something specific that you want to learn, mm-hmm. like you want some follow-up work, it's best to do one teacher for some period of time until you feel like you learned a particular topic that you wanted to learn about. Right. Yeah. But if your purpose is fluency, you could use different teachers each time. Yeah, right. So how long have you been living in the Dominican Republic? In Dominican for 4 years. 4 years. Yeah. You enjoy it? I do, actually. Now I do. In the beginning, it was a little bit hard to kind of adjust. Uh-huh. But I already had expectations. It's not like it was a surprise or anything. And then now I'm getting to enjoy it finally. Yeah. No, that's awesome. Yeah. So, but you fly back to Florida sometime to visit your family? Yeah, actually, yeah. Usually during Christmas vacations, because that's the only time that I have like a break from work and from school. So, yeah. So what did you study in? Can I ask? Yeah, psychology. Psychology. That's very nice. Yeah. Yeah. So I'm from Michigan, and it's really cold here right now. It's only like 46 degrees now right now. Yeah. It's really cold. And it's only like in the middle of October. I know, but... Đó mọi người, thì hồi nãy tới giờ là mọi người đã theo dõi cái cuộc trò chuyện giữa Ngọc và cái chị Alex này nè. Đó là một cái cuộc trò chuyện mà Ngọc thấy là rất là tự nhiên luôn. Mình có thể nói chuyện với nhau về tất cả mọi thứ trên đời này và tất cả giống như mình có một cái người bạn mà mình không hề biết, mà cái người bạn đó mình chỉ gặp một lần thôi nếu mà mình muốn, thì nó rất là dễ dàng luôn. Thì mình muốn nói chuyện thiên gì đó, nam tào bắc đẩu, mình muốn nói cái gì ở trên đời này cũng được hết. Nhưng mà cái nói bằng cái ngôn ngữ tiếng Anh để mình có thể gọi là tự tin hơn trong cái giao tiếp đó của mình. Giống như cái cuộc nói chuyện với bạn Alex này nói đó, là khi mà mình nói chuyện với rất là nhiều người, đang nói với rất là nhiều người ở trên cái app Cambly này đó, thì khi mà mình gặp người ở ngoài đời, mình không có bị cái vẻ sợ sệt đó, mình không có bị cái vẻ mà ngại ngùng để mình tiếp xúc với người lạ, tại vì mình đã quá thành thạo để nói chuyện ở trên cái video này rồi, nên mình gặp ai mình cũng có thể rất là tự tin. Nên á, là Ngọc thấy cái ứng dụng app Cambly này rất 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 là bổ ích cho tất cả những bạn mà muốn học tiếng Anh, muốn nói tiếng Anh cho thật là giỏi. Thì bạn hãy lên cái Apple Store để các bạn install, để cài đặt cái ứng dụng app Cambly này, để mình có thể học tiếng Anh và đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong cái mà kỹ năng nói của mình nha mọi người. Chúc mọi người sẽ thành công và các bạn sẽ nói tiếng Anh rất rất là giỏi luôn. Đây nè mọi người ơi, xem một chút xíu nữa thôi là Ngọc đã quên cung cấp cho mọi người những cái thông tin mà rất 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 là quan trọng đây. Thì ứng dụng học tiếng Anh Cambly sẽ tặng cho mọi người 10 phút miễn phí để có thể nói chuyện, để có thể trải nghiệm cái ứng dụng với người nước ngoài. Thì khi mà các bạn tải cái ứng dụng về đó, thì các bạn bấm vô cái mật mã, cái code đó là Hoyer Family. Đó, thì các bạn có thể tự mình trải nghiệm 10 phút để có thể coi là cái ứng dụng đó có thực sự là tốt với mình hay không. Thì đó, Ngọc nghĩ đó là một cái cơ hội, và đó là một cái sự miễn phí rất là tuyệt vời luôn đó mọi người. Mọi người thử tải ứng dụng về coi như thế nào nha. Rồi tiếp theo sau đó, cái thứ hai là ứng dụng Cambly sẽ dành cho các bạn giảm giá 10% nếu mà các bạn sử dụng code Ngọc Hoyer, là các bạn có thể đăng ký cái khóa học và được giảm ngay 10% ngay tại đó luôn. Thì rất 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 Ngọc cảm ơn cái Cambly rất là nhiều, rất rất là hào hứng cho tất cả mọi người, để mọi người có thể sử dụng cái mã code đó mà có thể
được vừa được trải nghiệm nè, trải nghiệm thử xong mà nếu mà các bạn thích là các bạn cũng được vừa được thì giảm thêm 10% tiền học phí nữa, thì cái đó rất là tuyệt vời luôn. Thì các bạn hãy tải ứng dụng về và sử dụng thử nha. Thì bây giờ Ngọc mời cùng theo dõi cái video clip mà hai vợ chồng Ngọc ăn một hôm thật là khổng lồ nha. Hả? Bà ba American. Ooh, beautiful. Ni hảo mà. Hảo. Chú sẽ mất luôn à? Dạ, dạ. Chạy bà nó nói tiếng gì chạy? Bà nói tiếng Tàu đấy chạy. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Jay, chào cô chú đi con. Jay đi, say hi. Hello, cô say hello đi. Thì các bạn ơi, hôm nay một lần nữa Ngọc sẽ mua một mớ tôm hùm về ăn nữa. Thì đây, Ngọc cho các bạn coi nè. Hồi nãy như khúc đầu các bạn đã thấy là Ngọc hôm nay Ngọc mua tôm hùm ở chợ Hàn Quốc. Thì tôm hùm hôm nay là một nửa ký á, nửa ký là cỡ 8 đô la, là cỡ khoảng 170.000 nửa ký, là cỡ gần 400.000 là ký, 400.000 Việt Nam ký đó các bạn. Hôm nay Ngọc cũng mua 15 con. Thì bây giờ Ngọc sẽ bỏ lên nồi Ngọc luộc ăn nha các bạn nha. Đây các bạn ơi, cái mâm tôm hùm Ngọc đã sắp bỏ vô đây rồi, bây giờ Ngọc sẽ đậy nắp lại. Vừa đủ luôn các bạn, hên thiệt mua cái nồi này vừa đủ luôn á. Đây nè mọi người ơi, nguyên một cái mâm tôm hùm Ngọc đã luộc xong rồi. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn mọi người. Xin chào các bạn. Đây nè mọi người ơi, thì đây là cái mâm tôm hùm siêu to khổng lồ của hai vợ chồng Ngọc. Hôm nay thì không có chay, tại vì hôm nay là Ngọc ở nhà nên là chay ham chơi quá ngủ trễ. Cái là bây giờ giờ này là còn sớm mà đâu đi ngủ rồi, nên Ngọc sẽ cho chay ngủ cỡ khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ xong rồi dậy, chứ không ai để cho ngủ nhiều quá là tối nay thức khuya là chết Ngọc luôn á. Thì thôi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức mâm tôm hùm với cái siêu to khổng lồ như với hai vợ chồng Ngọc nha. Ok, 1 2 3 chi cầm không nổi luôn rồi. Hai, ok baby, let's wow. Eat. What is this? Muối nam 15 15 con tôm hùm. Baby, you do this. Okay. 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 Thumbnail. Rồi. All right. Bây giờ á, hôm nay á, cái nước sốt mà Ngọc ăn á các bạn, là Ngọc không có làm cái nước sốt mà hồi bữa Ngọc với bà Hai ăn ở trên thuyền. Bữa nay Ngọc ăn với bơ. Just eat the tail only, baby. Yeah. Ngọc nói chồng Ngọc là nó ăn cái đuôi thôi. Đấy, các bạn coi cái đuôi gỡ ra nè. Coi có con tôm hùm bự vậy đó, đuôi chút xíu à. Đây nè mọi người, đó cái đuôi tôm hùm đó, thấy không? Có ở trong có gạch nữa các bạn. Yo, let's put the butter in between us. Đây. Ui, bị rớt cái gạch trong này nè. Đó, thấy không? All right, hey. Put it in between us. And then we both can dip it. Wow. Nói chung á, cái đuôi tôm hùm này cắn hai cái hết rồi bà. Ngon ghê. So I was wondering, I see we had a big boiling pot. Mm-hmm. I was wondering why we got it, obviously, so we can cook 15 of these guys at once. Uh-huh. Chồng Ngọc nói anh thấy mình nhà mình có một cái nồi bự mới mua. Mà anh không biết mua cái nồi bự để làm gì. Ai ngờ là cuối cùng mua cái nồi bự đó là dễ nấu một đống lớp tôm hùm. Tôm hùm hơi mặn mặn, cẳng các bạn.
vô cái bơ béo béo mặn mặn hòa quyện rất là ngon luôn. Hồi bữa Ngọc ăn với bà hai là Ngọc ăn cỡ được 5 đuôi thôi. Bữa nay Ngọc ăn được bao nhiêu đuôi nha. So you may ask why 15? Well, we're celebrating the last day of summer because we took the boat out of the water. Now it's no more summer for us. Chồng Ngọc nói là các bạn sẽ có một cái câu hỏi là tại sao lại là 15 con tôm hùm. Anh nói là hôm nay là tụi Ngọc đang gọi là cái gì? Ăn mừng. Không biết ăn mừng hay là ăn buồn nữa. Hôm nay ngày cuối cùng của mùa hè. Tại vì bây giờ là các bạn mùa hè hết rồi đó các bạn. Mùa hè ở Michigan chỉ ngắn ngủi vô đó thôi. Chuẩn bị bây giờ tới mùa xuân hạ thu. Tới mùa thu nè. Mùa thu là lá rơi nè. Lá rơi lả tả bắt đầu trời. Bây giờ bắt đầu là phải mặc áo tay dài đồ này kia khác nọ rồi. Bây giờ hết mùa xuân rồi các bạn ơi. À, hết mùa hè các bạn. Nên là cái này không biết ăn có phải ăn mừng nổi không nữa chứ. Wow, chồng Ngọc cũng sá dữ luôn. Nãy giờ được hai cái đuôi đó. Tại vì cái đuôi còn nhỏ. Quên nói với các bạn nữa. 15 con này Ngọc mua có giá là cỡ khoảng 160 đô. 160 đô tính ra tiền Việt Nam là 3.680.000, là cỡ 3.700.000 đó các bạn, cho 15 con tôm hùm này nè. Còn mấy ký thì Ngọc cũng biết nữa. Oh, I have so many hangnails, it burns. I don't know why, maybe I wasn't drinking enough water this weekend. Yeah. Can you grab me another napkin? There you go. It's burning. Yeah. So how was your day at work, baby? My day was good. I did really hard work. Got done. I didn't take a lunch today. No? No. Well, I took one, but I was just so busy around my normal lunchtime that I worked through it pretty much, and I drove through it. Just so I can get everything done today, so I could get home in time to take the boat out. Cái thuyền bây giờ đã không còn ở ngoài đó nữa các bạn. Cái thuyền bây giờ là chở đi gửi cho ở một cái khu nào đó. Baby, how much for this season? How much what? For the boat. What do you mean? The same price as last year, $825 to store, and then it's like $100, $135 or something to transport it there. Để gửi cái thuyền đi tới cái một cái bãi người ta tới, người ta lấy xe, người ta chạy chở tới, người ta kéo tới, người ta lấy cái thuyền mình đi là mình gửi tới một cái bãi nào đó là Ngọc đóng là cỡ chừng hơn 800 đô cho hết cái mùa đông này nè. Là thuyền mình sẽ được đậy lại rồi nói chung là tránh tuyết đồ này kia vậy đó. Rồi xong rồi tới chừng nào cái mùa hè cỡ chừng cuối tháng 5 á, cái người ta chở thuyền lại cho mình là nói chung là vòng qua sớt lại là cỡ 1.000 đô cho cái tiền gửi chở thuyền với lại đem thuyền trở lại nhà cho mùa hè năm sau là 1.000 đô, là cỡ có giá là cỡ 23 triệu đồng đó các bạn, cho mấy tháng mà gửi thuyền ở Mỹ á. Rồi xong rồi cái khi mà thuyền mà về tới lại đây á thì cái tiền mà Ngọc để đậu cái thuyền ở trước nhà của Ngọc á là 600 đô cho nguyên một cái mùa hè luôn á. Nó nguyên cái mùa hè ngay dài ngay dữ lắm. Nguyên cái mùa hè giữ con tượng tháng rưỡi dữ lắm, là mùa hè nào mà ấm dữ lắm được 2 tháng rồi. Nó nguyên cái mùa hè tưởng dữ dằn lắm. Đó là cỡ 600 đô là cỡ khoảng 13 triệu để cho đậu cái chiếc thuyền ở ngoài đó đó các bạn. Oh, look at that. Wow. Huge. Bạn coi nè, coi trứng nè. Đã dễ sợ không? Cái này mà ai mà khoái ăn trứng nó ruột đã lắm. That was a big one, huh? Phải chi cái này mà có mẹ Ngọc, anh Bảo với ba đồ ha. Cái này như phải có Út của chay đồ này kia, nội cùng chia sẻ nhau ăn ngồi vui biết mấy. Mỗi lần mà Ngọc có một cái tật gì đó, mỗi lần mà mình ăn cái món đồ gì mà mình cảm thấy cái món đồ nó ngon, cái mình nhớ tới người thân trong gia đình. Bây giờ tự nhiên mẹ đang ngồi coi này nè. Mà ăn thì cũng có ăn hàng ngày đúng không?
Ừ, rồi ví dụ như mấy dì đồ của Ngọc đồ coi vậy vậy đó. Ăn thì cũng có ăn hàng ngày, nhưng mà tự nhiên đang ngồi để coi Ngọc ăn bữa nay vậy cái tự nhiên thấy thèm. Mà ở bên đó thì không đang không có được ăn, tự nhiên cái mình thấy cảm thấy mình cũng cũng chạnh lòng một xíu. Ngộ lắm, khi mà mình ăn cái gì ngon á là mình nghĩ tới người thân mình liền ngay lập tức, những người mà mình yêu thương liền ngay lập tức, là cái tật Ngọc vậy đó. Did you go today to get this? Hmm? Did you go today earlier? Mm-hmm. Mm. It's smart. Hey. Cái này Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc á. So as fresh as can be. Trứng rồi. Wow. Sắp 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 sắp. Baby, how many have you had? It could be my third one and probably the last one. Wow. Pretty good. Mm-hmm. Chồng Ngọc ăn được 3 đuôi đó. So did you show everybody the construction outside? No, not yet. Okay. Ở ngoài cái bãi đậu xe không, ở ngoài người ta đang làm lại đường, người ta dỡ mấy cái nhựa đồ lên, người ta bỏ vô mấy cái đá với mấy cái nhựa đồ mới á, tại vì có một cái khúc đó nó bị khi mà mưa nước hay bị trũng nước, nên là người ta đang làm đường ở ngoài đó từ sáng giờ. Chào Ngọc, anh hỏi là Ngọc có ra quay cho tất cả mọi người xem chưa, Ngọc nói chưa. Từ sáng giờ Ngọc bận ở trong nhà lu bu với anh Trang thì cũng được. Yeah, I want to thank you to the chef to let me move my car there for as long as it takes for them to do that lot. It was super dusty. You see how much stuff they were blowing up and rocks and. Khi mà làm đường cái bụi bặm dữ lắm. Wow, Ngọc ăn ba cái đùi Ngọc cũng no rồi các bạn. Bây giờ còn một mớ tôm hùm này. Để là đây. We're gonna offer a lobster to our guests. Who? Who's our guest? They're guests every day. You gotta see if they want a lobster. Chồng Ngọc nói là mình phải mời tất cả mọi người một con tôm. Ngọc hỏi, ủa kìa, người khách đó là ai? Chồng Ngọc nói cái đó, tất cả quý vị khán giả đang ngồi đó. How many just want the heads? Comment below. Còn ai trong tất cả mọi người đang xem, ai là người khi mà ăn tôm hùm chỉ thích ăn cái đầu là gạch đó, comment ở dưới cho chồng biết. How many do you have? Three. Are you gonna have a fourth? No. Ngọc là nãy giờ Ngọc có ba đuôi mà Ngọc cũng no đó. Ngọc không biết tại sao nữa, sau cái chuyến đi Cali về á, cái là Ngọc ăn tự nhiên cái lượng ăn của Ngọc bị ít lại. Nên là cái lượng ăn của Ngọc bị ít lại, nên là hồi đó lúc mà trước khi đi Cali, trước lúc đó là cách đây 2 tháng, hơn 2 tháng á, là Ngọc làm cái video clip tôm hùm với bà Hai ngoài thuyền á, là Ngọc ăn được 5 đuôi tôm hùm. Cái sự đói bụng của Ngọc cũng giống như cái sự đói bụng của hồi đó, nhưng mà bây giờ Ngọc ăn còn lại có 3 đuôi rồi, bữa Ngọc ăn 5 đuôi. Các bạn nhớ cái video clip đó, ăn ngoài thuyền con chay rồi này kia đó, vui lắm. Cái bữa đó mùa hè rồi đó, hôm nay Ngọc ăn đúng 3 đuôi à. Thì đó là lý do tại sao mà bữa giờ Ngọc cứ xuống ký liên tục. Là các bạn Ngọc biết, các bạn hỏi Ngọc là làm sao để có thể ăn mà, thì các bạn thấy không, cái bữa ăn của Ngọc hôm nay như vậy nè, là Ngọc ăn như vậy là hiện tại bây giờ là 6 giờ tối, thì như vậy là Ngọc nhịn luôn, là xong luôn cho tới ngày hôm sau, sáng ngày hôm sau á. Thì đó là lý do tại sao mà Ngọc ăn mà Ngọc ốm, là tại vì Ngọc ít ăn tinh bột. Ngọc, các bạn thấy trong cái bữa ăn gia đình hàng ngày, Ngọc ăn rất là ít tinh bột, Ngọc ăn đồ ăn nhiều. Rồi với lại mình cần cắt giảm bớt tất cả những cái gọi là cái đồ ăn giặt á. Đó. Như vậy là có thể ốm đi thôi. Thì thôi. Go ahead. Yes. What do you want to say? Nothing. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay.
Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Một cái đống tâm hồn này Ngọc sẽ suy nghĩ ra làm thêm một cái video clip để coi cái video clip đó sẽ là cái video clip gì. Xin mọi người hãy theo dõi những tập tiếp theo của kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ.